Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người về một cái tác phẩm phải nói là độc đáo nhất trong những bình đinh năng điêu khắc. Và cái bình này mình nói thật là cái công chạm trổ của nó phải nói là đứng đầu luôn ạ. Đây thì gọi là bình tứ linh trong một. Đây là mẫu bình 25 lít. Mà ghi nhỉ, đây là rất chi là đẹp. Một bình này mình đang thấy đứng cùng với cây đào thất thốn thì mình thấy là nó rất chi là đẹp. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn từng nét điêu khắc nhé. Hàng bên mình thì là hàng cao cấp, hàng tinh. Nó cũng có những cái hàng mà người ta đục, có thể đục nhái theo ấy, nhưng mà nó không được đẹp như này. Còn là những nghệ nhân thì người ta chỉ có một nghệ nhân đục đẹp thôi. Còn những người khác dạng kiểu như là copy tranh ấy, nó khác. Đục rất có hồn. Nghệ thuật sắp xếp của họ rất là ổn. Đây mình view từ xa nhé, đấy. Bình này rất đẹp ạ. Và nó rất đẹp. Mọi người có thể sưu tầm và để muốn chơi một bình dạo đinh năng kiểu như này thì mình gọi là bình tứ linh trong một, cho tứ linh 4 trong một như này thì có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Bên mình là xuất đặc sản 365, mà bên mình chuyên cung cấp những đồ hàng rừng, núi rừng Tây Bắc, thảo dược, đồ ngâm, như những loại đặc sản dân tộc, đá, đặc biệt là đông trùng hạ thảo lâm lim xanh. Bên mình đang là một đơn vị phân phối số lượng lớn, tổng xỉ đấy, và hàng chất lượng cao. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Mọi người hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được nhiều clip tiếp theo bên mình. Và muốn xem thêm nhiều clip nữa thì có thể các bạn hãy click vào phía bên tay trái là cái chữ là đặc sản 365 ấy, để có thể xem thêm nhiều clip nữa. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Cũng năm mới sắp tới, chúc mọi người sẽ có một năm mới là an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Cảm ơn.